Hey yo, xin chào tất cả mọi người. Và top 1 Bonnie đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Ok, thì Bonnie là một vị tướng siêu mới toanh của Liên Quân. Và sắp tới thì theo như thông tin dự kiến trước nha, thì người chơi sẽ được nhận free toàn server cái vị tướng này. Wow, tại vì bây giờ nói chung là vàng ở trong Liên Quân là một cái gì đấy nó quá là thừa đi. Nhiều bạn chơi Liên Quân từ lâu thì đã có rất là nhiều vàng, rất là nhiều vàng ruby để có thể là mua được tướng. Thế cho nên free là điều đương nhiên và dễ hiểu thôi. Các bạn có thể là nhận free thông qua đăng nhập vào game hoặc là tham gia sự kiện để mà nhận được miễn phí nha. Ok, ngoài ra thì ngày hôm nay mình cũng sẽ mang đến cho mọi người về cách chơi Bonnie này, sương sương qua, cũng như là trang bị bảng ngọc phù hiệu chuẩn để các bạn có thể là chơi và leo rank tốt vị tướng Bonnie nha. Ok con dê, nhưng mà nói chung là hiện tại vị tướng chưa ra mắt ở phiên bản chính thức. Thế cho nên là mình đang lạc trôi qua phiên bản máy chủ thử nghiệm nha, để có thể là mang đến trước cho mọi người, cũng như là trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Bonnie trước khi được free toàn server. Ok con dê, giết cốc chim ơi. Đầu tiên sẽ là về trang bị nha. Ở trang bị của Bonnie thì mình sẽ để ở phía trong màn hình, các bạn có thể là tham khảo qua. Về trang bị đầu tiên mà mình lên cho cô nàng đó là đôi giày phù thủy. Đấy. Nói chung là Bonnie chúng ta không có chiêu thức cơ động mà đôi giày đầu tiên sẽ là một cái gì đó nó ưu tiên cực kỳ là tuyệt vời, đặc biệt là đôi giày sát thương phép, giày phù thủy. Trang bị thứ hai đó là trượng bùng nổ, chúng ta sẽ tối ưu được cái lượng cái sát thương từ nội tại hơn bùng nổ mà các bạn. Thứ ba đó là vương niệm hệ kết, các bạn sẽ được nhiều sát thương phép hơn. Thứ tư thì mình sẽ lên trang bị trượng hỗn mang. Thứ năm đó là quả cầu băng xương. Thứ sáu thì mình sẽ lên đôi quyển sách, đó là sách thánh nhá. Các bạn sẽ được nhiều lượng sát thương phép hơn. Đấy là về trang bị của Bonnie, các bạn có thể là tham khảo qua nhá. Ok, nhưng mà trận này không hiểu sao chuyện gì nó đang xảy ra như thế này luôn các bạn ạ. Nói chung là phiên bản test mà không thể tránh khỏi tình trạng phá game, rồi thì chôn game các kiểu quan là điều. Trời ơi, anh em AK là đa số. Ôi, nhưng mà bio mang cắt vậy, double kill luôn kìa, không để cho mình có một mạng nào luôn ạ. Thì mình thấy là mọi người đang làm nhiệm vụ nha, làm nhiệm vụ phiên bản máy thử nghiệm để nhận được free skin riêng tùy chọn. Vừa rồi thì mình vừa mang đến cho mọi người trang bị thì các bạn có thể là tham khảo nha, mình cũng sẽ để ở phía trong màn hình. Kế tiếp là phù hiệu thì mình cũng sẽ để ở phía trong màn hình, các bạn có thể tham khảo qua. Phù hiệu thì mình sẽ về cái phần nhánh chính thì mình sẽ dùng phù hiệu thần quang. Đấy, cũng như là để cảm giác nó tối ưu cái lượng sát thương từ nội tại của Bonnie thôi. Ok, có trang bị rồi, có phù hiệu rồi ha. Mình đều để ở phía trong màn hình thì các bạn có thể là tham khảo qua. Ok, let's go baby. Trời ơi, không thể tin nổi, cũng không thể nào mà tin được luôn. Ê, cái gì vậy? Đánh tương nhẹ chiêu hại. Úi dồi, AFK 170 vàng nó lại vào mồm. Còn về bảng ngọc dành cho Bonnie thì đầu tiên là ngọc đỏ. Thì mình sẽ dùng 10 viên công phép 4.2 và xuyên giáp 2.4 nha. Về ngọc tím thì sẽ là 5 viên tốc đánh cộng với 5 viên tốc đánh 1% cộng với tốc chạy 1% và 5 viên hút máu 1.6%. Đó, về ngọc tím nha. 5 viên tốc đánh cộng 1%, nói chung là tốc đánh và tốc chạy đều là 1% cộng với 5 viên hút máu 1.6%. Cuối cùng đó là ngọc lục thì mình sẽ lên là xuyên giáp phép 6.4 và tốc đánh 0.6 nha. Về cái phần bảng ngọc thì mình sẽ để ở phần mô tả trong clip ngày hôm nay. Các bạn có thể là vuốt xuống dưới xem cái phần mô tả để có thể là biết chi tiết hơn về bảng ngọc. Còn trang bị phù hiệu thì mình đều để ở trong màn hình, các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, leo rank rất là ok con dê luôn nha. Như bạn nghe biết thì ôi cái gì vậy? Ôi trời ơi, gì vậy Murat à? Hiện tại thì mình chưa tải hết tài nguyên, các bạn có thể thấy là Murat biến thành màu tím luôn. Ôi trời. Nhảy vào đầu của Esu thế là bốc hơi luôn. Như mọi người biết thì Bonnie là một vị tướng không có chiêu thức cơ động và đặc biệt là khá là giống với một vị tướng nào đấy đã được ra mắt ở trong Liên Quân rồi. Đấy, thế nó mới lạ đúng không nào? Trời ơi, kiểu thế. Chiêu cuối phạm vi to rộng nè. Chiêu 2 kiểu cũng thế và chiêu 1 cũng kiểu như thế luôn. Nhưng mà nói chung là về hình dạng tung chiêu thôi, nhưng mà về hai vị tướng tất nhiên là chúng ta sẽ có cái sự khác nhau nhá. Ôi trời ơi. Bonnie là vị tướng rất là kém cơ động nên là tốc biến thì sẽ là một ưu tiên hàng đầu
để chúng ta có thể là cho vị tướng Bonnie nhá có một cái tốc biến thì các bạn có thể là thoát được một cái thoát chết một cái mạng gì đấy, hoặc là ao nhây hack não đối phương, hack chiêu rồi thì nào đấy, nói chung là làm được rất là nhiều thứ nhá. Ok, vừa rồi thì mình có mang đến cho mọi người tất tần mọi thứ rồi về trang bị phù hiệu bảng ngọc và cách combo thì chưa, nhưng mà các bạn có thể là combo đơn giản thôi. Đấy, combo hết sức là đơn giản nhá. Thì cái combo cơ bản nhất thì mình nghĩ là các bạn có thể là tung chiêu 2. Ấy. Tung chiêu 2 để mà trói chân mục tiêu, xong rồi các bạn sẽ ném chiêu 1 hoặc là chiêu cuối nhá. Đấy là combo rất là cơ bản thôi, nhưng mà mình thường thì cứ gọi là ném chiêu 2 trước rồi thì các bạn bật chiêu cuối luôn. Trong quá trình bật chiêu cuối thì sẽ là hút mục tiêu phạm vi rất là to, đồng thời thì có khả năng choáng, rồi các bạn ném chiêu 1 luôn, vừa bùng nổ sát thương từ nội tại ném lần đầu tiên cũng như là bùng nổ từ nội tại sát thương từ chiêu 1 nhé. Nói chung là cứ chiêu 1 chiêu cuối, chiêu 2 chiêu cuối chiêu 1 hoặc là chiêu 2 chiêu 1 chiêu cuối đều ok con dê. Đối với những vị tướng đặc biệt là cơ động thì các bạn cứ chói chiêu 2 xong rồi bật chiêu cuối chơi luôn, khô máu luôn. Đương nhiên là chiêu cuối nhìn nó khủng khiếp như thế này thôi, nhưng mà đối với những vị tướng cơ động đều có thể là thoát được nha, đều có thể là nhảy ra được. Ví dụ như là Nakarot kìa, các bạn chói chân, các bạn hút từ chiêu cuối, hút về trung tâm và một lúc sau nữa là sẽ gây choáng và gây rất là nhiều sát thương luôn. Nên là mình thấy là cái khoản khống chế thì cực kỳ là bá đạo, chưa kể là chiêu 2. Đấy, chói chân, ném chiêu 1, bùng nổ sát thương. Ôi kẻ địch đầu hàng. Ôi giời ơi, cái gì nó đang xảy ra như thế này. Ok, như vậy thì clip của mình hôm nay vừa mang đến cho mọi người vị tướng Bonnie đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.